Tại cuộc họp báo chiều ngày 22 tháng 7, trả lời câu hỏi liên quan đến việc Việt Nam liệu có kế hoạch mua sắm siêu máy bay hạng nhẹ Su-75 Jet Max của Nga hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết hiện chưa có thông tin về việc này. Tuy nhiên, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam kiên trì với chính sách quốc phòng, hòa bình và tự vệ. Do đó, việc mua sắm các trang thiết bị quốc phòng là phù hợp với chính sách hòa bình tự vệ và là việc bình thường để củng cố năng lực quốc phòng và phục vụ công tác huấn luyện của quân đội. Bà Hằng cho biết thêm, trước đó, phát biểu tại triển lãm MAX 2021, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Yuri Borisov cho rằng máy bay siêu âm hạng nhẹ Su-75 chiếc MAX mới chủ yếu hướng tới thị trường Việt Nam, Ấn Độ và các nước châu Phi. Trong khuôn khổ triển lãm hàng không vũ trụ và quốc tế MAX 2021 ở ngoại ô Moscow, Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Nga Rostec đã chính thức giới thiệu mẫu máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới với tên gọi Zhetmax, tạm dịch là chiếu tướng, và tên gọi trong nước là Su-75. Theo thiết kế, tiêm kích đa năng thế hệ thứ 5 của Nga ứng dụng công nghệ tàng hình và được trang bị tới 5 tên lửa không đối không ở nhiều tầm bắn khác nhau. Với bán kính chiến đấu 1.500 km, máy bay này có khả năng mang trọng tải chiến đấu lớn hơn 7 tấn với phạm vi bay khoảng 3.000 km và không cần thùng nhiên liệu bổ sung. Su-75 Jetmax đã kết hợp các giải pháp và công nghệ tiên tiến nhất, bao gồm trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ phi công. Ông Yuri Lyser, Tổng Giám đốc Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất UAK trực thuộc Rostec cho biết, dự án là một kỷ lục về thời gian, mới chỉ hơn một năm, và nhờ vào việc sử dụng siêu máy tính, phương pháp kỹ thuật số và cả thử nghiệm ảo để làm ra máy bay trong thời gian ngắn nhất. Máy bay chiến thuật hạng nhẹ là một nền tảng đa chức năng của thế hệ mới, có khả năng thích ứng các yêu cầu cụ thể, chi phí vận hành thấp và khả năng chiến đấu rộng rãi. Theo nhà sản xuất, các tính năng của máy bay chiến đấu này sẽ thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng, có thể được điều chỉnh để sử dụng cho các mục tiêu trên biển, trên mặt đất hoặc trên không, cũng như thực hiện ở các phiên bản đơn, đôi hoặc không người lái. Trước đó, người đứng đầu Tập đoàn Nhà nước Rostec cho biết, một tiêm kích Jetmax có giá từ khoảng 25 đến 30 triệu đô la Mỹ. Dự kiến máy bay chiến đấu mới của Nga sẽ cất cánh vào năm 2023. Máy bay chiến đấu thế hệ mới vừa ra mắt là dòng máy bay tàng hình một động cơ đầu tiên của Nga, có thể vừa làm nhiệm vụ tấn công, vừa trinh sát tầm thấp. Trong chiến lược quảng bá sản phẩm, nhà sản xuất Nga cũng thể hiện rõ thị trường xuất khẩu mà họ đang muốn hướng đến, đó là UAE, Ấn Độ, Argentina và Việt Nam. Tạp chí Forbes mới đây đã xuất bản một bài báo về Su-75 Jetmax. Các nhà báo của Forbes xem xét các chi tiết thiết kế của Su-75, ca ngợi các yếu tố bên ngoài giúp tăng khả năng tàng hình, và lưu ý phần đuôi chữ V cũng làm giảm diện tích phản xạ radar. Đồng thời, các chuyên gia phương Tây cũng tìm ra những thiếu sót. Đặc biệt, họ cảm thấy hình dạng sẽ làm phức tạp việc điều khiển, bất chấp khả năng cơ động cao của máy bay. Ngoài ra, họ còn tỏ ra nghi ngờ trước thể tích thùng nhiên liệu mà theo nhận xét là quá nhỏ, ảnh hưởng đến bán kính tác chiến. Theo giám đốc thương mại tạp chí Kho vũ khí của Tổ quốc, chuyên gia quân sự Alexei Leonkos nói về những thiếu sót hiện vẫn quá vội vàng khi chỉ có một mô hình được giới thiệu chứ không phải là nguyên mẫu đã qua kiểm tra và thử nghiệm. Chỉ nêu ra những thiếu sót về bề ngoài là không chuyên nghiệp. Cho đến nay mới chỉ có một nguyên mẫu được trưng bày. Khi các cuộc thử nghiệm bay diễn ra, điều đó sẽ trở nên rõ ràng, vị chuyên gia nói rõ. Ông Leonkov nhớ lại cách phương Tây cố gắng gièm pha tiêm kích Su-57, gọi đó là thế hệ thứ tư. Nhưng thực tế đã cho thấy đây là loại chiến đấu cơ độc nhất vô nhị với những đặc điểm không thể so sánh với F-35 hay F-22. Dự kiến Su-75 sẽ được trang bị động cơ hiện đại dựa trên công nghệ mới, giúp sản phẩm có tính kinh tế cao, làm tăng thời gian bay và khả năng thực hiện bất kỳ thao tác trên không với tình trạng quá tải nhất định. Chuyên gia nhấn mạnh để đáp lại tuyên bố của nhà báo phương Tây. Như người đứng đầu Bộ Công Thương Denis Manturov cho biết, tại buổi giới thiệu, Jetmax có khả năng cạnh tranh với máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 của Mỹ, đồng thời tiêm kích mới của Nga sẽ rẻ hơn từ 6 đến 7 lần. Theo ông Leonkos, máy bay đang được chế tạo có các tính năng công nghệ được tích hợp trên Su-57. Đây là tiêm kích thế hệ thứ 5 có tính đến tất cả những cải tiến có trong Su-57. Giảm tín hiệu phản xạ, bố trí vũ khí trong khoang kín, hệ thống điện tử hàng không hiện đại và sức mạnh động cơ. Tất cả những điều này sẽ khiến Su-75 trở thành một đơn vị chiến đấu hiện đại khá phù hợp. Một máy bay thế hệ thứ 5 hạng nhẹ mà F-35 không phải là đối thủ cạnh tranh. Chuyên gia Leonkos chắc chắn. Một trong những lợi thế chính tạo ra sự mới lạ so với các máy bay chiến đấu của Mỹ là các nhà thiết kế Nga có kế hoạch cung cấp cho Su-75 tốc độ bay siêu âm khi lực đẩy đốt nhiên liệu phụ trội sẽ vượt quá khả năng của F-35. Ông Leonkov nhấn mạnh,
Điều tương tự cũng có thể nói về khả năng cơ động và trang bị vũ khí. Giới phân tích cho rằng Su-75 Checkmark sẽ có thể tấn công cả mục tiêu trên mặt đất và trên không, chuyên gia lưu ý.